Rồi ở cái bài tập này thì mình có các cái chi tiết như thế này. Có một cái giống như một cái piston ha. Thì cái này nó có thể là mô phỏng chuyển động của nó đi ra đi vào. Thì chúng ta phải vẽ các cái chi tiết này. Rồi sau đó lắp ráp lại thành một cái chi tiết. Và mô phỏng chuyển động của cái chi tiết này ha. Cái cụm chi tiết này. Rồi. Thì các cái kích thước thì mình vẽ theo cái kích thước này luôn nha. Lưu ý ở đây họ sử dụng là tài liệu này tài liệu tiếng Anh. Và cái chuẩn họ xài á là hình như là hệ in á, cho nên là các bạn khi mà mở file lên các bạn chú ý ha, chọn đúng cái hệ của mình ha. Rồi mình cứ mở file ha, ôm cái file mới lên mình làm việc. Và lưu ý á, khi khi mở một cái khi mà làm một cái cụm chi tiết máy ha, thì các bạn nên tạo cái project ha, tạo cái project để nó lưu vào vào một cái folder cho mình. Còn nếu mà các bạn không tạo một cái project đó, thì nó sẽ lưu ở chung với cái project khác. Rồi khi đó lắp ráp á, mình tìm lại cái chi tiết đó rất là khó ha. Thì các bạn cứ vào tạo cho mình cái project trước ha. Ở bên Inventor hay bên Solid cũng vậy ha. Cứ vào vẽ cái gì các bạn cứ tạo cái project trước giúp mình. Tạo cái thư mục lưu ha. Rồi nhớ là chỗ này mình chọn cái hệ in giúp mà thầy ha. Thường mình xài Matrix ha. Tuy nhiên hôm nay cái tài liệu này nó tiếng Anh và nó sử dụng hệ in, xài hệ in nha. Rồi đầu tiên mình vẽ cái chi tiết này trước ha, chi tiết số 1 nè. Thì mình cứ vào file bạc mình vẽ bình thường thôi. Vào file nè, phần bạc ha. Ở đây nó có 3 phần ha. Ba bốn phần gì nè. File bạc là mình giới thiệu sơ quá, file bạc là vẽ chi tiết đơn lẻ nè. Assembly là mình lắp ráp nè. Drawing là xuất bản vẽ chi tiết 2D nè. Cái phần presentation gì nè. Là dưới đây là cái bản vẽ phân rã ha. Khi mà mình lắp ráp rồi mình phân rã ra. Và mình có thể mô phỏng cái quá trình lắp ráp của nó luôn. Rồi mình trở lại cái file bạc để mình vẽ ha. Rồi, thì ở đây nó sẽ các bạn tiện thì các bạn theo dõi cái phần file PDF giúp mình ha. Để mình chuyển qua chuyển lại thì nó khó. Thì ở đây mình có hai màn hình cho nên là mình để một cái bên riêng ha, cái file bài tập riêng. Các bạn theo dõi thì các bạn mở cái file PDF riêng ha. Thì các bạn theo dõi giúp mình cái trang số 4 và chi tiết số 1 ha. Rồi thì cái chi tiết này nó dễ dễ thôi. Nó chỉ có một cái tấm kim loại và nó đục một cái lỗ thôi. Rồi thì ở đây nó sẽ có một cái thanh như thế này. Thì mình sử dụng cái lệnh này để mình vẽ cho nhanh ha. Thì cái này chắc ai cũng biết hết rồi. Cho nên là mình vẽ nhanh qua ha. Ở đây nó có nhiều cái sự lựa chọn ha. Tuy nhiên mình thấy nè, mình chọn cái center point này ở giữa là mình bắt đúng cái tâm á. Thì nó thuận tiện sau này để mình phát triển sau này ha. Còn nếu mà ở đây mình chọn các cái lệnh nào cũng được hết chứ, cái này cũng được nè. Rồi tuy nhiên nếu mà chọn ra ra trật lắc nó không có ngay cái tâm thì mình chọn cái lệnh mình cũng liếc sơ một cái ha. Thì đây nó sẽ có một cái ở giữa, nó sẽ có một cái lỗ thì mình nên chọn một cái lệnh mà có cái center point ở chính giữa để mình thuận tiện cho cái việc vẽ ha, vẽ các cái bước sau này. Mình không phải là mình nghĩ là mình vẽ xong cái chi tiết này là xong, tí xíu nó còn đục cái lỗ ở giữa nữa. Còn mình xài các cái lệnh khác đó thì mình không có bắt được cái tâm ở giữa nè. Đâu mình phải bắt như thế này. Thì lát hồi cái tâm ở giữa này buộc mình đục cái lỗ, mình phải chấm một cái bôi ở giữa. Mà chấm cái bôi ở giữa thì nó lại lệch ra khỏi cái tâm này thì mình phải lại bắt kích thước. Thì nó ảnh hưởng tới cái năng suất khi mình đi thiết kế, mình đi làm ở ngoài á. Nó ảnh hưởng rất là nhiều ha. Mặc dù mình thấy làm có 1-2 giây thôi nhưng mà nó rất là bởi vậy chứ nó cũng rất là rối ha. Chỗ này là 0.5 ha. Rồi phần này là 0.75. Thường thì mình đim kích thước sau ha, tri kích thước sau. Các bạn có thể vừa kéo ra rồi các bạn đẩy kích thước luôn cũng được thì nó nhanh hơn các bạn. Kích thước lỗ cũng cho ta.
À có, cái lỗ này là phiên. Cái lỗ 0.5 á, 0.5 inch á. Và họ ghi 500, họ format cái kiểu là sau dấu chấm 3 số 0 á. Ok. Rồi. Cái lỗ mình làm sao nha. Cái lỗ thì mình thì trong cái inventor này các cái lỗ nhỏ nhỏ, cái lỗ rồi phi dưới 20 á, thì mình thường sử dụng cái lệnh hold đó mình đục. Còn các cái lỗ lớn á, trên 20, 40, 50, 60 gì đó, còn cái lỗ lớn nữa á, thì các bạn sử dụng cái shortcut. Còn các cái lỗ nhỏ thì các bạn ưu tiên đó. Ưu tiên cái lệnh hold đều đục lỗ nha. Tại sao sau này các bạn đi làm thì các bạn sẽ biết cái vấn đề đó. Rồi đây là 0.25. Rồi để đục cái lỗ nè, mình sử dụng cái lệnh hold, và cái lệnh hold này nó đục lỗ thì nó phải chấm cái bôi, nó phải có cái bôi, thì mình new space nè. Đó thì lý do tại sao hồi nãy thì bắt cái điểm thì sử dụng cái lệnh shop shop đó mà bắt cái tâm này, lý do là để mình tính trước cái bước này nó sẽ có cái bồi chỗ này, cái mình finish luôn nè đó, cái mình sử dụng lệnh hold luôn, cái là xong đó, đơn giản. Chứ còn mà mình chọn các cái lệnh khác thì nó lại lên cái tâm này, thì tới cái bước này thì mình sẽ rắc rối ha. Rồi 0.5. Rồi tiếp theo. À, sau cái chi tiết này rồi thì mình sale lại ha. Ở đây các bạn đọc tài liệu ha. Khi bắt đầu làm bài tập ha, xem họ có đòi hỏi cái vật liệu gì không, thì lưu đúng cái vật liệu giúp thầy. Thầy tạm thời chọn đại một cái vật liệu và sale lại nha. Rồi các bạn lưu đúng cái tên của cái chi tiết này luôn. Thì ở đây để nhanh thì thầy lưu số 1 cho nhanh ha. Rồi tiếp theo chúng ta đi qua cái chi tiết số 2. Một cái thanh dài ha. Rồi thanh dài tương tự vậy ha, tạo một cái lưỡi một cái sketch nè, thì các bạn ưu tiên cái mặt phẳng ít đi chúng thầy ha. Ở này là mình kinh nghiệm mình làm việc thôi, ở đây ba mặt phẳng này các bạn lấy cái nào cũng được hết, tuy nhiên kinh nghiệm mình thì cứ lấy ít đi mình làm. Để tí xíu làm sao để các hồi các cái lệnh ràng buộc này nè, nó đúng cái chiều của mình hết. Còn các bạn sử dụng các cái lệnh khác thì các cái lệnh ràng buộc này nè, thì mình phải hình dung nó đã xoay cái góc nào, nó đã xoay theo cái góc nào rồi, thì nó rất là khó. Các bạn cứ chọn ít đi làm là nó không bao giờ nó lệch cái góc cho mình ha. Rồi ở đây nó sẽ có cái kích thước này. Rồi, tương tự như vậy ha, mình cũng chọn cái tâm ở giữa luôn, có cái center point nè, cái điểm tâm ở giữa cho nó dễ. Ở đây là 5.5 ha. Lưu ý đây là kích thước in nha các bạn, lát hồi là nhớ lựa chọn cái hệ là 0.5 luôn. Nhớ chọn hệ in. Rồi tương tự vậy em finish khác luôn nè. Rồi cái bề dày của thằng này là 0.25 luôn nè. Thường á thì mình extrude một bên hai bên những được, nhưng mà các cái chi tiết này thường extrude hai bên để tí xíu nó có cái mặt phẳng giữa. Mình có lắp ráp là gì cũng dễ ha. Rồi ở đây nó còn hai cái lỗ ha, thì mình sẽ đục hai cái lỗ nè. À, để đục cái lỗ này á, mình sẽ chấm một cái bôi, chấm một cái bôi này á, thì mình sử dụng cái lệnh bôi này mình chấm vô á, mất công mình đục, mất công mình ràng buộc. Thì ở đây nó có một cách nè, ở đây có cái lệnh reset symmetry nè, mình chiếu cái chỗ này xuống ha, chiếu bên này xuống xong được chưa. Thì ở đây mình chiếu một bên nè, đục một cái lỗ một bên trước, tại vì hai cái lỗ này hai bên nó giống nhau ha, lát mình lật bên kia. Cái này nó cũng 0.5 luôn, được cái lỗ ha, 0.5 nè. Ok nè. Sau đó lỗ bên đây cũng y chóp vậy luôn. Sử dụng cái lệnh mirror này, lật qua bên kia ha. Cái lệnh mirror nhảy đi đâu rồi? Mình xài hai màn hình cái nó nhảy lung tung. Rồi. Chọn cái mặt phẳng đó xứng nè. Mở cái tọa độ ra nè. Các bạn nào mà đục trước hai lỗ cũng được, nhưng mà mình thấy nó đối xứng mình đối xứng cho nha, vẽ nó năng suất ha. Rồi tương tự vậy mình cũng xeo lại luôn ha. Này vẽ thì các cái chi tiết này thì quá đơn giản rồi, các bạn vẽ được hết. Tuy nhiên cái bài hôm nay chủ yếu là mình ráp và mô phỏng thôi ha.
Rồi tiếp theo chúng ta đi qua cái chi tiết số 3. Số 3 là chi tiết gì đây? Ross. Số 3 này hình như lấy trong thư viện ra rồi phải. Từ từ để em đọc. Showways. Đúng rồi, lấy trong thư viện. Chi tiết 3 thì tí xíu nữa qua cái môi trường Assembly thì mình sẽ hướng dẫn lấy ha. Và cái chi tiết số 4 luôn. Các bạn theo dõi cái chi tiết số 4 với mình ha. Có một cái file bạc lên để vẽ nè. Rồi ở đây nó sẽ là một cái chi tiết giống như một cái bê tông ha. Nó có dạng trụ ha. Thì đây mình vẽ cái trụ ra trước nè. Rồi mình muốn làm mình làm ha. Ở đây thì mình quen cái thói quen là mình vẽ cái chi tiết ra cái đường ra rồi mình mới đi kích thước ha. Còn bạn nào mà quen cái dìm kích thước luôn cũng được không sao hết ha. Pi5 rồi chiều cao của cái thằng này là bao nhiêu đây? Hay là cái này kích thước đâu rồi, thôi cái này mình kích thước cho nó lên 4 ha các bạn, lát hồi các bạn chú ý chỗ này ha, nhưng nó không có cho cái độ cao của cái cầu này. Rồi thì mình thấy cái lỗ cái đổ rãnh hình chữ nhật ở đây nè, họ sẽ ăn vào 3 ly có 3 inch thì nó còn một cái g nữa thì mình cho nó thành 4 ha. Rồi tiếp theo ở đây mình sẽ đục cái khối hình chữ nhật nè, sâu vào 3 ly nè. Đó, mình vẽ cái hình chữ nhật đó. Ở đây nó sẽ là 0.75. Ở bên này là 2.5. Rồi, này nó đục vào là 3 ly ha. Nó trước cách nè. 3 inch. Rồi, tiếp theo mình sẽ đục cái lỗ. Đục cái lỗ phi 5 và phi 0.5 suốt luôn à, sẽ chọn cái mặt phẳng ở trong này làm việc nè. Bạn nào mà chưa rành cái ở đây mình hướng dẫn cho các bạn nào mà chưa rành cũng có thể làm được ha. Ở đây mình cần đục cái lỗ ha, cái lỗ xuyên qua đây. Thì ở cái biên dạng tròn này mình không có chọn cái mặt phẳng sketch để làm việc được, buộc mình phải chọn một cái mặt phẳng ha. Còn này mặt cong mình chọn cũng được, thì đây mình thấy nè, mình có cái mặt phẳng này, mình chọn mặt phẳng này làm việc ha. Còn nếu mà mình chưa đục cái lỗ này mà mình muốn đục cái lỗ ngoài á thì buộc mình phải tạo cái mặt phẳng giả ha, thì vì khi mà làm việc mình phải chọn mặt phẳng chứ không có chọn mặt cong được. Thì ở đây mình thấy nè, có cái lỗ cho nên mình có cái lỗ hình chữ nhật có mặt phẳng nè, cho nên mình thấy là mình nhảy vô mình vẽ cái lỗ này trước chứ không phải là cái lỗ tròn trước. Đó là lý do tại sao mình vẽ này trước ha. Để vẽ cái này ra rồi thì mình có cái mặt phẳng này, thì mình lấy cái mặt phẳng này cái mình làm việc nó nhanh hơn ha. Rồi ở Inventor thì các bạn bấm F7 để nó vào cái mặt phẳng này để nó vẽ cho nó dễ ha. Rồi tiếp tục ở cái lỗ này, cái lỗ 0.5 này, thì để làm cái lỗ này thì mình sử dụng cái lệnh circle để vẽ cái đường tròn 0.5 và mình rẽ bắt đầu đi ràng buộc kích thước. Và ràng buộc kích thước thì nó sẽ từ ngoài vào đây là 1.5, từ cái bậc của cái lỗ này của cái lỗ lên là 1.25. Thì để mà ràng buộc được cái kích thước đó thì mình phải chiếu cái bậc đó xuống giống cái bậc này nè đó. Thì mình bấm F7 để nó trả lại đi, rồi mình sử dụng cái lệnh reject geometry nè để mình chiếu cái vành này xuống, rồi mình chiếu cái đường này xuống. Tại sao? Tại vì nó bắt kích thước ngay chỗ này, nó bắt kích thước ngay cái vị trí này thì buộc phải có cái đường line chỗ này thì mình mới bắt kích thước được. Thì mình chiếu bằng cái lệnh reject geometry này, chiếu qua nè, chiếu cái đường line này xuống này, sau đó mình trở lại F7 này, rồi lập lại cái khoảng này để mình ràng buộc kích thước này. Cái này là 1.25 nè, rồi finish sketch nè, rồi đục xuống luôn nè.
được về hai phía luôn ha, cái lỗ này suốt bên kia luôn. Ok, rồi sau đó mình xem lại ha. Cái thép này mình nhìn nó đẹp cho nên mình chọn thôi chứ không, mình không có quan tâm đến cái cơ tính của nó ha. Mô phỏng thì mình lấy cái nào đẹp mình chọn. Các bạn làm bài tập thì các bạn đọc tài liệu chọn đúng cái vật liệu của nó ha. Ok. Rồi, thì như vậy là mình đã vẽ xong các cái chi tiết này rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi qua cái phần là đi qua cái phần lắp ráp ha. Ý, nãy giờ quên quay màn hình. À, các bạn nào quay rồi cảm ơn bạn Thiện ha. Rồi, bây giờ mình đi qua cái phần lắp ráp ha. Mình lắp ráp cái chi tiết này. Nó giống cái hình đó. Các bạn có thể theo dõi ở trên trên file PDF nha. Rồi thì ở cái phần lắp ráp thì mình phải qua cái môi trường làm việc assembly này. Được chưa? Assembly. Rồi thì bây giờ cái chi tiết này nó hoạt động á. Cái chi tiết số 1 nó sẽ đứng yên và cái chi tiết số 4 á, cái bê tông á, nó sẽ đi ra đi vào đi ra đi vào, đi trái qua phải qua trái ha. Thì mình ưu tiên cái nào mà đứng, chi tiết nào đứng á thì mình lấy ra trước. Thì đây chi tiết số 1 qua nó đứng nha, thì mình lấy nó ra trước. Ok, thì ở cái phần lấy cái chi tiết này ra nè, các bạn nhấn vào play cho mình, các bạn chọn cái dòng đầu tiên ha. Nếu mà các bạn lỡ mà bấm cái dòng thứ hai thứ ba nó nhớ lên trên đây nè thì các bạn xổ xuống ha, thì nó sẽ nằm ở trong này, nó nhớ là chọn cái phần đầu tiên nè, cái dòng đầu tiên ha. Lấy cái chi tiết số 1 ra nè. Ok, giờ thì khi lấy cái chi tiết này ra thì mình xách đi đâu cũng được hết. Tuy nhiên cái chi tiết này nó cố định cho nên là lấy ra xong mình rau rành nó luôn. Cái chi tiết này nó để cho nó cố định ở đây. À, ví dụ như ở đây nè, bây giờ mình lấy một chỗ mình xách đi đâu cũng được nè. Rồi thì bây giờ để cho nó không có di chuyển á, tại vì muốn di chuyển cái chi tiết khác thì mình chuột phải vào nó, chọn rau rành nè, ngay chờ chuột phải nè, có chữ rau rành nè đó. Thì lúc bây giờ lấy chuột mình nghĩ nó không có đi nữa. Rồi tiếp theo cái chi tiết khác ha, bây giờ có các cái chi tiết số 2, chi tiết số 2 này mình lấy ra hai thanh thì phải. Số 2 sorry, nó lại có cái chi tiết số 3 ha. Bây giờ mình cứ lấy cái chi tiết số 2 ra trước đi rồi quay lại mình vẽ cái chi tiết số 3. Rồi ở cái chi tiết số 2 này thì nó sẽ lắp ráp với cái chi tiết đầu số 1 mình lấy ra nè, lắp ráp với cái chi tiết số 1 mình lấy ra. Thì mình sẽ sử dụng cái lệnh Ctrl nè, được chưa? Ở trên thanh công cụ nó có cái lệnh Ctrl nè, click vào Ctrl ha và click vào cái tâm nè. Rồi tương tự cái đầu này cũng vậy luôn, tâm này luôn, apply cancel chưa. Rồi và cái tâm này á thì bây giờ nó sẽ chỉ có đồng tâm thôi, đồng cái trục thôi. Thì bây giờ mình có thể lắc lên lắc xuống được nè, mà đi ra đi vô cũng được nữa. Tuy nhiên ở cái chi tiết cái khâu cái chi tiết này á, thì chỉ cần nó lắc lên lắc xuống thôi mà nó không cần nó đi ra đi vô như thế này. Thì mình cần ràng buộc một cái nữa là hai cái mặt phẳng này cho nó dính lại với nhau ha. Thì cần trên chọn mặt với mặt nè, chọn mặt với mặt nè, apply cancel. Rồi thì bây giờ nó cùng mặt rồi, chỗ này nó quay lên quay xuống được nè. Rồi tiếp theo mình chi tiết số 3. Rồi thì cái chi tiết số 3 thì hồi nãy mình quên, mình tưởng đâu nó lấy trong cái thư viện mà thật ra không phải. Nó sẽ copy cái chi tiết số 2 ra và nó thay đổi cái chiều dài của nó là 9 không 9 inch.
Thì bây giờ mình tìm lại cái cây thư mục hồi nãy. Hồi nãy mình lưu ở đâu? Mình lưu nó ở trong cái chỗ nào đó, mình tạo cái project nó chỗ nào đó thì mình lôi ra. Mình copy nó ra một cái chi tiết nữa ha. Số 2 nè. Copy nó ra chi tiết số 3. Được chưa? Rồi, bây giờ mình trở lại cái inventor nè. Mình mở cái chi tiết số 3 lên. Mở cái chi tiết số 3 này nó thay đổi kích thước ha. Các bạn đọc cái chỗ này ha, nó sẽ thay đổi kích thước chiều dài nè. Ở cái dòng này nó có nói là thay đổi cái dimension, cái kích thước chiều dài là chín nè. Được chưa? Thì của mình là 5.5 mà chỗ này nó sẽ là 9 ha. Thì mình thay đổi cái chỗ này. Thì để thay đổi kích thước này thì mình sẽ xổ cái trước này xuống nè. Và chuỗi sketch nè, chuột phải và edit cái sketch ha. Ở đây mình sửa là chính. Sau đó mình ở phía này sketch thì nó sẽ nhận cái chi tiết này cho mình ha. Rồi. Thì như vậy là mình đã giải quyết xong cái chi tiết số 3. Tiếp tục trở lại cái assembly này. Rồi. Kéo cái chi tiết số 3 ra. Chi tiết số 3 mình vừa làm đó. Tiếp tục mình lắp ráp như cái chi tiết số 2 vào chi tiết số 1 ha. Chi tiết nhưng mà nó nằm ở bên cái mặt nào thì để mình coi lại đó, cho nó đúng đó. Rồi, tiếp tục nó lại nằm ở bên mặt này ha. Thì đầu tiên mình phải ràng buộc cho nó đồng trục trước nè. Trục này với cái trục này. Apply. Cancel. Đó, tương tự như vậy ha. Mình ràng buộc mặt với mặt là xong ha. Mình có thể nhấn Ctrl hoặc là mình nhấn C trên trên bàn phím cũng được hết. Không có cái gì hết ha. Đó, bạn nào mà quen xài phím tắt rồi thì cứ bấm phím C trên bàn phím ha. Apply Cancel. Rồi, thì thầy nó di chuyển được nè. Rồi, tiếp tục. Ở đây nó còn có cái chi tiết số 4 ha. Chi tiết bê tông của mình là sao đó. Mình bỏ vào. Rồi, mình lấy cái chi tiết số 4 ra. Rồi, ok. Cái chi tiết này mình gắn vào đây luôn. Thì nó sẽ đồng trục cái lỗ này nè. Với cái lỗ này. Rồi, tất nhiên nó sẽ đồng nhau ha. Apply. Cancel. Rồi. Ok. Tiếp tục nữa. Thằng này nó đi ra đi vô được. Thì bây giờ mình phải ràng buộc cái tâm của cái thanh này với cái tâm của cái chi tiết này. Thì bây giờ ràng buộc xong. Rồi bây giờ ở đây mình không có thể ràng buộc được như vậy. Thì bây giờ mình phải cho nó cái tâm nó hiện lên. Bây giờ mình vào cái chi tiết này nè. Open riêng đó. Chụp phải vào cái chi tiết này. Chi tiết số 4 nè. Open ra. Rồi mình cho nó hiện cái mặt phẳng giữa lên. Bằng cách là chụp phải bấm vào Visibility nè. Tương tự vậy cái chi tiết số 3 các bạn cũng vậy luôn, vào cái Orin cái cây độ nè, mở cái visibility lên để cái mặt phẳng này lên, tích vào nó ha. Rồi trở lại cái assembly nè, thì lúc này mình ràng buộc hai cái mặt phẳng này nè thì nó mới đúng ở giữa cho mình ha. Sorry. Apply. Sorry, lỗi gì nữa rồi. Lỗi kiểu này là lát hồi mô phỏng cũng được nè. Từ từ. Ok. Ổn ha. Rồi. Tiếp theo ha. Sau khi mà mình ràng buộc xong rồi á, mình quay lại thì mình ẩn cái đó đi cho nó đẹp ha. Ẩn đi thì sao? Chuột phải vào mặt phẳng này,
tích bỏ cái visibility đi. Tương tự số 4 cũng vậy ha. Ở đây mình chụp phải trực tiếp trên một phẳng này cũng được, ở trên cây thư mục này cũng được nè, chụp phải nè, visibility nè. Ẩn đi. Rồi, trở lại cái chi tiết chúng ta. Và tương đối như gần xong rồi. Tuy nhiên ở đây nó cần có một cái chốt ở đây ha. Họ lấy trong thư viện. Để mình tìm ngay chỗ coi. Các bạn xem trang số 12 trong giáo trình đó, họ sẽ lấy cái chốt ở chỗ này nữa. Thì cái chốt này lấy sao? Vào cái play nè, sổ xuống nè, chọn cái thư viện ha. Và cái thư viện này nó sẽ nằm ở trong cái, nó nằm ở cái này, dòng số 2 nè, sổ dấu cộng này ra, chọn cái bin nè, chọn cái silent bin nè, chọn cái chuẩn giống như của họ luôn, bin unhash nè. Đâu rồi? Thì các bạn cứ xem tài liệu và chọn đúng cái chuẩn đó là được ha. Là sao? Tài liệu trong Zalo á em. Tài liệu nào? Chết rồi, mình lỡ tắt luôn cái file rồi. Để mình mở lại cái file. Rồi nè. Bình thường á mình sẽ vào đây nè. Bình thường mình lấy cái chi tiết ra mình phần play nè. Thì nó sẽ nằm ở đây. Còn mình muốn lấy trong thư viện của mình, sổ xuống chỗ này nè. Mình chọn cái Content Center này, cái trung tâm nè, cái tâm cái thư viện của mình nè. Đây. Rồi. Thì nó sẽ nằm ở trong cái phần phần này nè. Cái dòng số 2 nè, được chưa? Còn bạn nào mà không có giống như mình cũng tệ tiếng Anh á, mình cứ nhìn hình tượng hình. Mình cứ nhìn vào đây thì nó sẽ click vào đây thì nó sẽ ra cái pin nè. Mình bấm vào cái pin là xong. Vào cái phần này thì mình cứ từ từ mình theo cái tài liệu thôi. Đây, họ chỉ nè. Đây, vào play, vào cái from play nè, center nè. Đó, content center nè. Rồi vào phần này, vào phần bin. Và trong cái phần bin này mình chọn cái này. Bin con nè. Chọn cái bin này. Ha, tương tự giống như tài liệu thôi. Rồi thì ở trong này thì họ chọn cái kích thước là 0.5 ha. Rồi quay lại nè, chọn như họ luôn nè. Rồi ở đây họ chọn cái nào đây? Cái này không round the world. Đúng rồi, họ chọn cái này ha. Đúp đúp clip vào. Sau đó mình chọn cái phần 0.5 ha. Sau đó up, ok nè. Kéo ra một cái, mình cần mấy cái thì mình lít mấy cái ha. Ở đây mình cần có một cái thôi. Thì mình lít cái thôi. Cái này mình lấy dư, mình delete đi thôi chứ không gì hết ha. Rồi, bỏ vô. Cái này bỏ vô chỗ này. Tương tự mình Ctrl nè. C nè. Thấy nó vô đây nè. Apply nè. Cancel nè. Thì bây giờ nó mới cái đồng trục thôi. Nó không có di chuyển đi ra được nhưng mà nó chạy trên cái trục này được. Thì bây giờ ràng buộc thêm cái nữa, mặt này đồng với cái mặt này cái là xong, là nó hết chạy. Sorry, nó báo lỗi gì? Nó báo lỗi mình ngược hướng á, mình chọn cái hướng này nè, cái solution nè, chọn cái hướng này lại cái là xong. Đó. Nó bị, nó báo mình ngược cái đầu á. Rồi, đó, gần xong rồi hết. Tiếp theo, bây giờ cái khớp này chuyển động được rồi nè. Tuy nhiên, thì cái bê tông này nè, theo cái tài liệu này á, thì nó sẽ cùng di chuyển cùng mặt phẳng với cái thằng này. Thì bây giờ mình phải mở cái mặt phẳng này ràng buộc, mở cái mặt phẳng ngang của cái bê tông này, chi tiết số 4 này, với cái mặt phẳng ngang của chi tiết số 1 này lên, để ràng buộc cái mặt phẳng một cái nữa. Thì bây giờ mình open riêng nó ra. Rồi, tương tự như cái chi tiết số 3, chi tiết số 4 hồi nãy, mở cái mặt phẳng giữa lên, phóng bầu tích vào visibility. Tương tự ở cái chi tiết này, open riêng nó ra và mở cái mặt phẳng giữa nè. Hồi nãy mở phần ngắn này, bây giờ mình cần sử dụng mặt phẳng này nè, tại vì hai cái chi tiết này nó trượt lên cái mặt, hai mặt phẳng này cùng một phẳng ha.
chuột phải tích vào visibility ha. Rồi rồi, và hai cái mặt phẳng này nè nó phải cùng đó, nó phải cùng. Thì bây giờ mình control nè, chọn cái mặt phẳng mình vừa hiện lên nè, một nè, bên đây cái nữa nè, hai nè, apply nè, cancel nè, được chưa? Thì bây giờ cái chi tiết này nó sẽ duỗi ra duỗi vô như thế này đó, được chưa? Đó, tại vì nó chỉ được hồi nãy do mình không có ràng buộc cái mặt phẳng này nè, hai mặt phẳng màu cam cam nè, cho nên là nó có thể chạy lên chạy xuống chạy lung tung mà. Còn bây giờ thì nó chỉ có thể đi ra đi vào vậy được thôi, được chưa? Đó, mình nắm chuột cho mình giữ cái mình kéo nè, chưa? Rồi xong rồi thì mình ẩn các cái mặt phẳng mình lấy ra đi cho nó đẹp ha. Chuột phải vào nè, tích bỏ visibility nè, số 4 nè, chuột phải vào nè, tích bỏ visibility nè, được chưa? Rồi trở lại cái assembly, thì bây giờ lắp ráp là xong rồi ha. Bạn nào mà làm tới đây, nhóm nào làm tới đây thì cũng được 7 điểm rồi ha. Bây giờ mình đi mô phỏng. Thì mô phỏng á, thì nó cần phải đi ra đi vào như thế này, thì nó sẽ cần có một cái góc quay. À, nó cần có một cái góc quay là một cách. Cách thứ hai là mình ràng buộc cho này đi ra đi vào. À, này đi ra đi vào. Thì cách này nó dễ nhất. À, cái này dễ nhất. À, cái này nó dễ nhất ha. Dễ nhất nhưng mà mình phải tính cái khoảng cách của nó. Như vậy thì nó thành ra khó. Mình ràng buộc gốc đi. Phần tài liệu nó hướng dẫn như thế nào? Cái này nó xài góc quay. Thì họ xài gốc thì mình sử dụng gốc luôn. Dạ. Thì để cái thằng này đi ra đi vào được á, thì cái thanh này nè nó phải đi lên đi xuống được, thì nó phải di chuyển một cái gốc mà từ 0 độ lên lên 90 độ nè. Qua đây thì nó cũng được luôn. Rồi ok. Thì mình ràng buộc gốc ha. Đây, control nè. Và hồi nãy mình chỉ chọn cái style mesh thôi. Thì bây giờ mình phải chọn qua cái angle ha. Thì cái ông này, cái mặt này với cái mặt này mình ràng buộc hai cái mặt ha. Đúng ra thì mình phải cho hiện cái mặt phẳng giữa. À thôi, mình làm chuẩn luôn đi. Cố phanh riêng cái thanh số 2 này ra, cho hiện cái mặt phẳng giữa lên. Đức visibility. Ở thanh số 1 này, chọn mặt phẳng giữa lên. Visibility, được chưa? Còn mình làm quen rồi, cứ thấy cái hai cái mặt phẳng nào song song với hai cái mặt phẳng này thì mình làm đều được hết. Ví dụ như hồi nãy mình chọn cái này với cái thằng này cũng được. Ha. Do mình quen rồi, nhưng bây giờ mình học thì mình cứ chuẩn đi, cứ lấy cái mặt phẳng giữa này bằng cách là hiện cái visibility lên nha. Rồi tiếp theo mình control nè, chọn cái style nè, cái style này mình chọn cái style angle nè, đích vào hai cái mặt phẳng mình vừa hiện lên nè. Bước số 3 là mình phải chọn cái tâm tâm quay, cái trục quay. Thì cái trục quay là cái trục này luôn nè, trục của cái chi tiết này luôn nè, của cái pin nè. Khó chọn nha. Để chọn biết sao chọn được cái trục thì khi mà rê vào, khi nào mà nó có cái lằn màu xanh nè, cái lằn màu xanh ở giữa như thế này thì mới được ha. Còn chọn như thế này là chọn mặt đó. Nó có cái đường chấm gạch, rê làm sao có cái đường chấm gạch nó chạy dọc cái tâm thì nó mới đúng cái tâm, chọn đúng cái tâm ha. Rồi áp lại cancel. Rồi đây đây nè. Rồi chỗ này nè mình đổi cái tên nó đi, để lát hồi mình qua cái phần mô phỏng á thì nó dễ hơn ha. Ở đây mình đặt cái tên là quay cho dễ nha. Thì để tên sao thì mình
đổi tên giống như đổi cái firework, cái sale gì đó, list một cái rồi list nhẹ cái nữa, và hai cái list này nó hơi xa cái thời gian nó ngắt quãng ha, chứ không phải là double list nha, list một cái rồi list thêm một cái nữa thì mình đổi tên được. Rồi bây giờ mình đi mô phỏng ha, thì để mình tắt hai cái mặt phẳng này đi mô phỏng cho nó đẹp ha. Thì ở hai cái mặt phẳng này thì mình cứ vào nó và bấm chuột phải, bấm vào visibility ha. Rồi đi mô phỏng ha, mình qua cái phần environment nè, mình mô phỏng cho môi trường studio thôi ha. Ở đây mình chỉ cần hiểu biết cái chuyển động của nó thôi, mình không cần mô phỏng cái simulate dynamics làm gì ha. Vào studio nè, và ở cái mình tìm lại cái đèn bục quay hồi nãy của mình thì nó nằm ở cái số 1 á, hỏi rộng ra, còn mà lỡ quên hết rồi mình cứ xổ hết ra chỗ nào mà có cái chữ quay á là nó ha. Rồi chỗ này nó cũng có số quay, số 1, số 2 thì nó có cái quay ha, mình chụp phải vào nè, chọn cái constraint chuyển động nè, Amex nè, ok. Thì bây giờ mình cần chuyển động bao nhiêu vòng, ví dụ như ở đây một vòng là 360, thì bây giờ mình muốn xem nó nhiều vòng thì mình cứ nhập ở đây 3.600 chẳng hạn ha, thì mình muốn cho nó muốn nhìn cho nó quay nhiều vòng. Rồi và mô phỏng từ bao nhiêu giây, ở đây mình muốn coi cho nó nhiều nhiều ha, mình cho 10 giây coi cho nó lâu, hoặc là mình cần bao nhiêu giây đó thì mình cứ nhập ha. Ok rồi, thì ở dưới đây nó sẽ có cái thanh timeline nè, dưới này có thanh timeline nè, mình bấm vào chỗ này như đây, action edit nè, bấm vào đây rồi cho nó trở về đầu nè, rồi bắt đầu mình chạy nè, thì nó sẽ mô phỏng cho mình ha. Cái này ba 3.600 độ trong vòng 10 giây á, thì nó nhanh quá ha. Bạn nào mà thích nhanh thì để như vậy, còn không có thì vào edit trở lại ha. Xem lại cái phần mô phỏng này ha. Rồi thì ở đây nó sẽ có cái các bạn nào mà muốn xem nó dài hơn ha, kéo cái phần này ra cũng được. Đây, kéo ra. Đây 19 giây cũng được nữa còn các bạn nào muốn thay đổi cái gì thì chụp phải vào edit đó thôi. Rồi thì cái bài tập ngày hôm nay á, các bạn sẽ thực hiện lại vẽ lắp ráp và mô phỏng, sau đó nộp cho thầy cái file lắp ráp, và các bạn quay cho thầy cái màn hình, các bạn mô phỏng chuyển động ha. Các bạn nào render được thì render, nhưng mà render rất là lâu, máy yếu sợ render không được ha, xuất ra thôi ở chỗ này video rồi đích nè, còn ở đây thì render email thôi ha.